Dạ, báo cáo thủ trưởng, em đã nhận được chỉ đạo từ bộ chỉ huy ạ. Dạ, em đang cho xác minh, làm rõ các vấn đề liên quan tới sự việc của đồng chí Văn ạ. Dạ. Rõ. Anh cho gọi em ạ. Ngồi đi. Đây là danh sách các hộ sẽ nhận được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. 5 chọn 3 đấy. Ưu tiên nhà lùng mỉ hả anh? Anh em ở đội trinh sát thông báo gia đình này là gia đình đặc biệt khó khăn đấy. Cái này thì đúng ạ. Nhà này thuộc diện rất cấp bách. Nhưng mà em nghĩ là anh cứ nên xuống trực tiếp xem thế nào rồi hãng đưa ra quyết định anh ạ. Mình cũng đã hẹn anh Hậu, chủ tịch xã. Lát hai anh em sẽ cùng đi xác minh. Vâng. Mời vào. Em chào anh. Cậu ngồi đi. Tôi vừa nhận được chỉ đạo của ban chỉ huy đồn. Tạm thời, cậu sẽ không được làm công tác chuyên môn của mình nữa. Tôi xin chấp hành mọi sự phân công của tổ chức. Tôi biết đây là giai đoạn khó khăn của cậu. À, thế gia đình cậu đã biết chuyện này chưa? Cậu cứ bình tĩnh, suy nghĩ thông suốt. Có điều gì khó khăn, cứ chia sẻ với tôi. Sự việc vừa rồi của đồng chí Văn ấy, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến uy tín của đồn. Và tôi với tư cách là đồn trưởng mới về nhận công tác. Còn một số vấn đề tôi vẫn chưa bao quát hết. Cậu là người thẳng thắn, thật thà và hay nghĩ cho người khác. Cái này thì em còn phải cố gắng nhiều anh ạ. Tôi tin vào trực giác của mình. Chính vì vậy, cậu là người đầu tiên tôi hỏi ý kiến. Thật ra thì em cũng chỉ là một thành viên của đội công tác dân vận thôi. Em sợ là ý kiến của mình đưa ra nó không được khách quan cho lắm. Theo cậu, vấn đề hiện tại quan trọng nhất của đồn là gì? Là tình đồng đội đồng chí anh ạ. Cụ thể hơn xem nào. Em thì em nghĩ đơn giản lắm. Đồn thì cũng là nhà. Mà đã là gia đình ý, thì không thể nào tránh khỏi những lúc cãi vã, mâu thuẫn. Nhưng mà sau cùng thì không thể nào mà bỏ nhau được. Tất nhiên đấy cũng chỉ là quan điểm của riêng em thôi ạ. Cậu uống nước đi. Dạ. Em mời. Ôi trời ơi! Con gây chân ta nhờ! Tôi! Có chuyện gì đây? Gây chân cho! Á rể ạ! Chết ta rồi. Có sao không? Sao thế? Hả? Chết ta rồi. Có làm sao không? Sao đấy? Đừng có gây chân tao rồi. Mày để cái xe ở đây. Nó ngã đổ vào chân tao. Gây chân tao rồi. Mày muốn giết tao. Mày muốn cướp Long Vương của tao. Tao sẽ. Anh lên thuyền vừa thôi. Tao sẽ. Làm gì đây? Tao sẽ. Tao sẽ. Thôi. Thôi đi. Tôi bảo anh thôi cơ mà. Tao sẽ. Làm gì? Đập cái xe này. Mày để cái xe này nó đổ vào trước tao thì tao phải đánh nó trước. Vớ vẩn, tao đánh thôi đi. Mày không cho tao đánh nó thì tao đánh tao chết đi này. Chết hay là rượu? Rượu. Rượu. Gây chân thật rồi. Gây chân thật rồi. Nhiều tiếng thế. Lúc nào cũng được mà. Ôi đau quá đau quá. Còn đấy. À thú nhận rồi nhá. Định hối lộ. Định hối lộ. Dâng bạc ơi. À gì? Dâng bạc ơi. Gì? Không được lấy tiền cán bộ chung. Ồ. Rồi gọi người nhá. Gọi người cày đông. Lấy thịt để người. À gì? Cầm lấy. Ê, anh. Anh cứ để em. Cho nó tiền nhiều. Nó quen thói đấy.
Đồ của tao đâu rồi? Anh cứ đi đi, để em giải quyết cho. Đâu rồi? Anh để em. Được rồi anh. Anh cảm ơn. Vâng. Anh ơi, vẫn biết là chuyện tình cảm của anh chị qua lâu rồi, nhưng mà em mong anh cứ xem em như là thằng Hiếu em anh ấy ạ. Không trả tiền á. Này, trả tiền đi. Đây. Trả tiền. Tiền đây. Ồ, thế này thì cho ít hơn cái cán bộ chung cho rồi. Biết tên, lấy tiền của cán bộ chung. À dễ này. Gì? Con chim mà tham ăn ấy thì mắc phải cái chồng. Báo cáo các đồng chí, qua xác minh, tổ kiểm tra không phát hiện đồng chí Văn có dấu hiệu tiếp tay cho buôn lậu. Tôi phản đối. Tuy là chưa có chứng cứ, nhưng những lời khai của đồng chí Toàn rất logic về những thời điểm mà đồng chí Văn chỉ đạo cho đồng chí Toàn thả hàng. Đồng chí Quang, vậy kết quả làm việc với cơ quan điều tra của công an thế nào rồi? Báo cáo, kết luận của cơ quan công an không có bằng chứng chứng minh đồng chí Văn chỉ đạo thả hàng. Chỉ có lời khai từ một phía của chủ hàng. Thưa các đồng chí, như vậy, căn cứ vào kết quả xác minh, chúng ta thấy rằng không có đủ chứng cứ để chứng minh đồng chí Văn liên quan tới việc tiếp tay cho buôn lậu. Chính vì vậy, tôi đề nghị chúng ta sẽ dừng xem xét trách nhiệm của đồng chí Văn liên quan tới vụ việc này. Sau đó, chúng ta sẽ làm báo cáo gửi Bộ Chỉ huy. Xét về trách nhiệm của đồng chí Văn, tôi nghĩ chúng ta chưa thể dừng lại ở đây được. Qua xác minh mối quan hệ giữa đồng chí Văn và đồng chí Toàn thì không thấy có mâu thuẫn gì. Vậy thì tại sao đồng chí Toàn lại vu khống cho đồng chí Văn? Đây là một việc hệ trọng liên quan đến sinh mệnh chính trị của đồng chí đồng đội. Cho nên tôi đề nghị chúng ta vẫn phải tiếp tục xác minh thêm về những lời khai của đồng chí Toàn. Địa hình núi cao hiểm trở thế này mà lại có một con suối chảy từ nước bạn về đến nước ta thì phân nhánh, rất phù hợp để vận chuyển. Mà nếu có bị phát hiện lại rất dễ tẩu thoát ạ. Theo kinh nghiệm của tôi thì chắc chắn chúng sẽ sử dụng lại tuyến đường này để vận chuyển ma túy. Vì như cậu nói đấy, dân hai bên biên giới có mối quan hệ khá khăng khít về bản làng cũng như là thân tộc, tạo thành một đường dây khép kín khá an toàn. Báo cáo anh, bọn em đã từng nằm mật phục ở đây. Bọn chúng rất manh động, toàn dùng hàng nóng. Biết bọn nó đi qua đấy, nhưng mà vẫn phải nằm im, mồm cạp đất, dương mắt lên nhìn, không dám ho hề gì. Nói phỉ phui chứ hồi đấy mà đen khéo, giờ này hai thằng bọn em không ở đây mà báo cáo anh nữa rồi. Giờ này đang đi chầu ông bà ông vải rồi. Đồn trưởng cứ đùa. Đây, đi tiếp.